Xin chào, xin kính chào toàn thể các bác cùng các anh chị em yêu OU Karaoke trên toàn quốc. Tiếp theo những cái video trước đây, em Trinh Trang đã phối ghép và test đăng giới thiệu trên kênh YouTube của em Trinh Trang OD, một trong những kênh chuyên giới thiệu về tất cả các cái thiết bị sản phẩm âm thanh, nghe nhạc và hát karaoke, hàng bãi được nhập khẩu từ tất cả các nước trên thế giới về. Em Trinh Trang cũng đã giới thiệu rất nhiều về tất cả các cái sản phẩm loa nghe nhạc và hát karaoke, những cái model vừa và nhỏ, trung bình đến những cái model cực kỳ gấu, cực kỳ VIP. Thì tiếp tục với video mới hôm nay, em Trinh Trang OD test và giới thiệu chi tiết tổng thể một lần nữa về cái cặp loa nổi tiếng của hãng JBL với model 4725X. Quý vị các bạn và anh chị em thân mến, thì tất cả những cái dòng loa của hãng JBL 3 số hoặc 4 số, và đặc biệt là cái đuôi X, thì quý vị các bạn và anh chị em cũng đã biết rồi. Cái đuôi X là những cái đuôi mà có thể nói là cao nhất của tất cả các cái dòng loa JBL. Nó thể hiện về cái độ sang trọng, độ gấu, độ khỏe, và cho ra cái giải âm được rất rất nhiều các bác của anh chị em gọi là săn tìm. Và hôm nay em Trinh Trang OD là giới thiệu với các bác của anh chị em cái cặp JBL 4725X này, với một cái tình trạng là toàn bộ hàng bãi về là chưa vệ sinh các bác của anh chị em nhé. Chưa vệ sinh. Đây. Đây là toàn bộ cái mặt màng của loa bát. Màng loa bát rất đẹp, rốn loa bát rất đẹp, râu nó rất đẹp, gân rất đẹp. Đây là cái miệng của cặp kèn. Các bác của anh chị em nhìn kỹ vào cái video em quay ở cái camera thường biết thấy là cái độ mộc, độ bẩn về cái chất bãi này, nguyên si chưa vệ sinh các bác của anh chị em nhé. Chưa xà ba. Tất cả những cái model gấu về em chưa xà ba, thì sau khi em làm video test giới thiệu trên kênh YouTube thì các bác của anh chị em vào xem, thì là các bác của anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với em, thì em sẽ có những cái thông tin chi tiết và những cái hình ảnh trước và sau khi spa. Thì ở trong cái video hôm nay thì em đã tháo ra tổng thể kiểm tra. Đây là toàn bộ cái mặt của cái chiếc loa bát và nó là kèn, và đây là toàn bộ cái cổ. Thì ở cái model 4725X này thì các bác của anh chị em biết rồi là cái model X này là sử dụng cái củ loa bát là 2226HVN, một trong những cái củ loa bát được sử dụng rất nhiều trong tất cả các cái đời loa 4 số. Các bác mình xem nhé, 4 số, kể cả 4733X cũng sử dụng củ bát này, từ 200 côn 100. Các bác mình xem nhé, từ 200 côn 100. Tổng thể đây, zin bản. Tất cả cái dòng loa của JBL xương đều có dập cái số seri chìm. Và bát, màng, đặc biệt là màng, các bác mình xem nhé, màng đây, trong này. Đây các bác mình xem để ý này, màng zin bản cực kỳ đẹp. Đấy các bác cùng xem để ý này. Nhện rất mới, rất đẹp. Rất mới, rất đẹp, cực kỳ gấu luôn. Cực kỳ gấu, củ loa tép, củ loa tép, cái củ 2426H này thì sử dụng quá nhiều rồi các bác cùng xem nhá. Cái chất âm cực kỳ gấu, cực kỳ mạnh. Họng kèn dài. Đây em nhấc ra thì các bác cùng xem theo dõi là trong cái bộ phân tần. Phân tần các bác cùng xem nhá, nguyên bụi luôn. Cái cặp này về tình trạng là nguyên bụi, em làm video quay là nguyên bụi, chưa có động chạm gì. Phân tần zin bản, toàn bộ loa zin bản từ A đến Z. Đây cái màng loa bát các bác quý anh chị em nhé. Đây các bác quý anh chị em để ý này, màng loa bát này còn nguyên cả cái màng nhện này. Đấy các bác quý anh chị em thấy không? Rất đẹp, cực kỳ đẹp, quá đẹp luôn. Màng còn rất chi là mới, rất đẹp, rốn đẹp, gân đẹp các bác quý anh chị em nhé. Sở hữu cái sản phẩm loa JBL 4725X này, các bác quý anh chị em là yên tâm về cái chất âm của nó, quá gấu rồi, quá gấu, quá mạnh, nghe tất cả các thể loại nhạc và đặc biệt hát karaoke đưa ra cái tiếng bass trầm sâu nên là cực kỳ mạnh, cái tiếng trung âm thì quá sáng luôn, tép thì các bác quý anh chị em khỏi nghĩ luôn, yên tâm luôn, khỏi nghĩ luôn các bác quý anh chị em nhé. Về cái chất thùng thì sơn sần chống nước các bác quý anh chị em nhé, sơn sần chống nước, chưa có vỡ mẻ, chưa có chảy xước thì rất đẹp, lau qua đi cái là đẹp. Mặt lưới đây các bác quý anh chị em cũng là zin bản, chưa có động chạm gì, lát nữa em lau qua đi là sạch. Zin bản hết, toàn bộ loa zin bản từ A đến Z. Các bác của anh chị em thân mến thì vào xem video của em Trinh Trang OD, thì trong những cái thời gian gần đây các bác của anh chị em lưu ý nhé, trong những cái thời gian gần đây là em còn rất rất nhiều các cái model khủng của Mỹ và của Nhật về. Các bác của anh chị em nhớ bấm nút đăng ký kênh theo dõi để xem tất cả các cái sản phẩm em
về em đang giới thiệu trên YouTube, và bên cạnh đó thì có rất nhiều model này em về là em không đăng không làm, bởi vì là cái đó chuyển cho anh em thợ. Các bác cùng anh em lưu ý thì có nhu cầu sở hữu về cái sản phẩm gì thì liên hệ với em qua cái số hotline 0967 697 999 để được tư vấn cũng như là hỗ trợ về tất cả các cái sản phẩm hàng hóa và đặt hàng theo yêu cầu. Các bác cùng anh em nhé, rất đẹp trên bản từ An Z. Đấy, trong cái video hôm nay thì em sẽ giới thiệu tổng thể về nội ngoại thất cái sản phẩm 4725X này. Thì trong một cái video sau cái video này em sẽ một lần nữa em phối ghép để các bác của anh chị em thưởng thức về cái chất âm của nó. Thì các bác của anh chị em có nhu cầu thì liên hệ với em qua cái số địa chỉ trên. Em Trinh Trang các bác đây, địa chỉ quốc lộ 38 quận Hưng Cẩm Giàng Hải Dương. Điện thoại 0967 697 999 và 0976757 89 em siêu toàn quốc theo cầu. Xin cảm ơn và xin chào toàn thể các bác của anh chị em vào các video clip ở đây nhất. Em Trinh Trang có test và giới thiệu các sản phẩm tai nghe nhạc và hát karaoke hàng bãi từ Bình Dương cao cấp.